Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hồ Sơ nhé. Hôm nay em quay bản này là bản Mitsubishi Triton bản đặc biệt. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây. Phiên bản này thì nó sẽ có tên gọi và hình thức khác so với những cái đầu xe khác. Nó giống phiên bản Black Edition ở bên Ford. Hiện nay thì xe này đang chào bán với mức giá là 780 triệu đồng. Và chương trình khuyến mại cụ thể thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em có hotline đằng kèm trên màn hình nhé. Lịch xe hay là khuyến mại thì thật sự thời điểm này đầu bán tải nó không có nhiều đâu, nên là mình có nhu cầu mua thì thật sự có nhu cầu mà cần xe thì alo trực tiếp giúp em. Mình đi nhanh qua cái mẫu xe này thì đây chúng ta có thể nhìn thấy đây, chủ yếu ở trên bán tải với cái đầu mã là một cầu số tự động và cái mức giá rẻ ấy, thì chúng ta sẽ có trang bị đèn bi halogen thôi. Tuy nhiên thì ở với phiên bản đặc biệt này chúng ta có một bộ mâm thể thao sơn đen ở la răng rất to. Đây. Mâm này là mâm 18 inch nhá, 265/60R18. Đó. Trên phiên bản trai tông này thì khác với phiên bản thường 630 thì chúng ta sẽ có một bộ tem này, một thanh thể thao đi kèm theo xe này. Và tất nhiên là một số tính năng trang bị option. Đấy, ở chai tông nó hay một cái là kể cả phiên bản 650 thì chúng ta cũng sẽ có lót thùng cao su trang bị trên xe nhé. Rồi, nội thất của mẫu xe này thì đây, chúng ta khá cơ bản thôi. Số tự động này, phanh tay này. Với những cái xe mà nguyên bản của Mitsubishi ấy thì đều có đầu, nhưng mà tuy nhiên thì xe mà chưa bàn giao cho khách hàng thì hãng sẽ chưa lắp đầu thẳng vào máy nhá. Rồi mình nhìn qua vô lăng này, điều chỉnh âm lượng này, có cruise control nhá. Đó, một vài tính năng điều chỉnh cơ bản. Màn hình hiển thị thông tin thì cũng là màn hình analog thôi, chỉ có một màn hình điện tử nhỏ nhỏ ở giữa. Đó. Về cơ bản thì cũng không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản 650 về cấu hình động cơ. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy lẫy chuyển số trên vô lăng này. Chìa khóa thì chưa có bộ đèn ổ start stop. Vào cái thời điểm mà chiếc xe này ra mắt ấy thì thị trường bán tải khá là khan xe. Mẫu 630 thời điểm trước mà chưa lên giá thành 650 bây giờ ấy thì gần như là không có xe, nên là mẫu xe này bán thật sự cũng khá là chạy. Tuy nhiên ở thời điểm này với mức giá vào khoảng hơn 800 lăn bánh thì chúng ta đang có khá khá lựa chọn đấy. Và chia sẻ thật với anh chị là nếu mà so với XLT Limited đó 2.0 2 cầu ấy, ở bên Ford ấy, thì có thể sẽ thua khá khá về cấu hình option, đặc biệt là về cái giá cả. Tuy nhiên chúng ta nếu mà thích và mẫu xe đẹp, thật sự là ngoại thất của Triton cho cả ba phiên bản thì đều rất là đẹp. Đó. Mình có thể cân đối tham khảo thêm. Hiện nay thì bọn em về khá nhiều xe, tuy nhiên thì nó thật sự là đều là xe ký chờ của những khách hàng đã đặt rồi nhá. Đây phần đuôi này, trên bản này thì chưa có cam lùi đâu nhá các bạn nhá, chưa có cam lùi và cảm biến. Với cái đầu, những cái đầu bán tải như này này, khoảng một cầu ấy thì chúng ta sẽ ít khi có cảm biến, mà phiên bản hai cầu số tự động hay hai cầu cao cấp thì chúng ta mới có những cái cảm biến theo xe. Rồi, 780 triệu lăn bánh đâu đó sẽ vào khoảng tầm hơn 800 một chút, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp, chúng ta có thể tham khảo về xe nhé. Đây bên này chúng ta có một bản 650 để so sánh, nên là mình liên hệ trực tiếp với bọn em để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất về giá cả cũng như lịch xe nhé. Rất nhiều chai tông cho anh chị trong thời điểm mà bán tải thật sự khan như này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái phiên bản tiếp theo.